Ba người các con nghe cho kỹ, không phải đồ của mình, sau này không được tự tiện lấy, hiểu chưa? Những thứ đó có mùi thơm như vậy, tại sao không được lấy? Khi con ở chùa Bạch Vân, lấy thế nào cũng không ai nói gì. Sao đến đây lại bị hạn chế nhiều thế? Khi con ở chùa Bạch Vân, con vẫn là một con khỉ hoang trong núi. Tất nhiên không ai quản con, ngay đã vào chùa Nhất Chỉ. Con là đồ đệ của ta. Ta đương nhiên phải dạy dỗ con cho tốt. Đào con hái, ta lại lấy đi được không? Tất nhiên là không được. Tại sao không được? Đó là do con hái, nên là của con. Sao thầy có thể lén lấy đi được? Vậy đồ của người khác, con lại có thể lấy đi. Điều mình không muốn, chớ làm cho người. Tại sao? Để người khác chịu khổ mà con không muốn chịu. Con muốn đi đâu cũng bị ném giày, hay đi đâu cũng được cho đào. Đương nhiên là đào rồi. Mang lại niềm vui cho người khác, mới có người tặng đào. Người mang đến đau khổ, chỉ bị người ta ném giày. Hôm nay con ở lại điện Phật cùng ta suy ngẫm nhé. Cho đến khi con hiểu ra mới thôi. Thế con cơm, khi nào hiểu ra? Khi đó mới được ăn cơm. Con quỳ một ngày, ta quỳ hai ngày. Con quỳ hai ngày, ta quỳ bốn ngày. Con chỉ lấy mấy miếng rẻ của người ta thôi mà. Cần phải thế không? Hoặc là đến đây quỳ sám hối, hoặc là cuốn xéo về núi làm khỉ hoang của ngươi, tự ngươi chọn. Sư phụ giận rồi. Quỳ thì quỳ, sao mà nóng tính thế? Rốt cuộc là tu hành chưa đủ, gặp chuyện hoảng loạn, loạn mất bản tâm. Khỉ con, đi thôi, theo ta xuống núi. Xuống núi vậy không cần sám hối nữa chứ? Xuống núi nhận lỗi, mọi chuyện chẳng qua rồi sao? Chuyện thì qua rồi, nhưng trong lòng chưa qua. Các vị thí chủ xin dừng bước. Pháp sư Phương Chính, sao ngài lại đến? Ngài đến tiện chúng tôi sao? A Di Đà Phật, bần tăng đến để xin lỗi. Xin lỗi, vài ngày trước việc các thí chủ mất đồ, thực ra là lỗi của bần tăng. Ai, đại sư của Nhiên không phải người thường, dám làm dám chịu. Ông ấy lấy đồ lót sao không chia tôi một cái? Của Lý Tuyết Anh, tôi sẵn sàng chi hết của cải. Đồ vô tích sự, tôi chỉ cần của Tiểu Lưu thôi. Pháp sư Phương Chính, sao ngài lại thật thà thế? Chuyện đã qua rồi, ngài cứ coi như chưa từng xảy ra có phải tốt hơn không? Khiến tôi thua hết lương một tháng, thua một tháng lương. Rốt cuộc là chuyện gì? Hôm đó khi đến trộm đồ lót, thực ra chúng tôi đã phát hiện, chỉ thấy buồn cười nên không nói. Ngày hôm sau mọi người ngủ quá say, kết quả đều bị lấy mất. Sau đó chúng tôi đánh cược, tôi cược pháp sư Phương Chính sẽ tự động trả lại. Họ cho rằng pháp sư quá thuần khiết, ngại ngùng không dám trả. Kết quả đợi mấy ngày, pháp sư vẫn chưa xuất hiện, khiến tôi thua thảm hại. Bây giờ pháp sư Phương Chính đã đến, người thắng cuối cùng vẫn là tôi. Như vậy cô đã biết từ sớm. Đã biết sao không nói? Biết nói thế nào? Lẽ nào tôi phải nói pháp sư Phương Chính đã lấy đồ lót của chúng tôi? Thế không phải làm hỏng danh tiếng người ta sao? Pháp sư Phương Chính, ngài đã xem nhiều đồ lót như vậy, ngài thích kiểu nào nhất? Kiểu của tôi to nhất, chính là cái màu đỏ, còn có cái có hoa hồng nữa. Pháp sư ngài còn nhớ không? Quá to không đẹp, vừa phải là tốt nhất. Bây giờ thí chủ đều phóng khoáng vậy sao? Biết vậy đã không đến xin lỗi. Pháp sư Phương Chính, thật sự là con khỉ này lấy quần áo sao? Hỏi ngươi đấy, có phải ngươi lấy không? Pháp sư Phương Chính, ba con vật nhỏ của ngài đều rất linh tính, nếu có thể dạy dỗ một chút, chắc chắn có thể trở thành diễn viên không tồi. Ngài xem có nên cân nhắc không? Đạo diễn Dư, trời không còn sớm nữa, bần tăng xin về trước, cáo từ. Pháp sư Phương Chính, nếu ngày nào đó đổi ý, nhớ liên hệ tôi. Tôi đã gửi lời mời kết bạn WeChat cho ngài rồi, phiền pháp sư chấp nhận. Không cho ăn, chúng con đều xin lỗi nhận sai rồi. Sao còn phải nhịn đói? Làm sai việc phải chịu phạt, đây là nhân quả của mình, không liên quan đến sự tha thứ của người khác. Không ăn, con biết sai rồi. Con hứa sau này không lấy đồ lót nữa. Không cho ăn cơm, con sẽ chết mất. Lời bần tăng đã nói, tự nhiên phải làm được. Con quỳ một ngày, ta quỳ hai ngày. Ngày mai mời nấu cơm cho các con. Khỉ con đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Vậy con có biết sai không? Con biết sai rồi. Con không nên đi lấy trộm đồ lót của người khác. Biết sai rồi, vậy thì chấp nhận hình phạt đi. Sau này con phụ trách quét sân. Trước bữa ăn nếu trên đất còn lá rụng, sẽ trừ khẩu phần của con. Ai, con không phải đã quỳ rồi sao? Con phải phạt nữa. Đó là để con suy nghĩ. Đây mới là hình phạt. Con có thể không làm, nhưng bữa tối sẽ không có phần của con. Ở thế giới Tây Du bị Như Lai đè dưới núi, ở ngôi chùa này còn phải quét dọn. Sao tôi lại thảm thế này? Pháp sư Phương Chính, nghe nói gần đây vì giúp tống tiền rất điên cuồng, họ có thể khóa điện thoại của ngài. Nếu ngài muốn mở khóa điện thoại, thì phải chuyển tiền cho họ. Pháp sư Phương Chính, ngài phải cẩn thận đấy. Bần tăng chỉ là một nhà sư nghèo mà thôi, họ có thể tống tiền được gì? Tôi đã tìm thấy sản phẩm thử nghiệm đầu tiên, hãy thử sản phẩm mới của tôi. Hãy xem người Trung Quốc này có béo không nhé.
Tôi nghe nói người Trung Quốc rất nghèo và không có nhiều tiền. Hôm qua tôi vừa tống tiền một người Phúc Kiến. Người dân miền Nam Phúc Kiến luôn nghĩ rằng họ giàu có hơn người dân Trung Quốc đại lục. Kết quả là anh ta thực sự nói rằng anh ta chỉ có mức lương hàng tháng là 400 đô la. Tôi thấy anh ấy thật đáng thương nên đã mở khóa miễn phí cho anh ấy. Anh tống tiền thật thiếu chuyên nghiệp. Theo tôi được biết thì ở miền Nam Phúc Kiến có khá nhiều tiền. Ít nhất là nhiều hơn mức lương trước đây của anh. Tiền lương của anh có thể không đủ để người khác ăn vài bữa. Anh chàng người Trung Quốc này đã trả lời tôi. Thí chủ, người rốt cuộc muốn làm gì? Điện thoại của ngài đã bị nhiễm virus, mau chuyển một bitcoin để giải mã. Nếu không điện thoại sẽ bị khóa hoàn toàn, tất cả dữ liệu sẽ bị mất. Tất cả fan đều không thể mở được gì cả. Không thể thao tác. Cái này còn có thể thao tác không? Quả nhiên là kẻ lừa đảo. Anh ta không hề bị làm sao. Không phải cậu đã hack vào điện thoại của anh ta à? Không thể xâm nhập vào. Có phải tôi vừa trò chuyện với một con ma? Có vẻ như tôi phải hành động. Tên lừa đảo này đã xong chưa? Thí chủ làm gì không tốt? Nhất định phải làm kẻ lừa đảo, lừa người sẽ xuống địa ngục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là virus của chính tôi sao? Luca, anh sẽ nổi tiếng. Hacker hàng đầu thế giới cài virus vào rồi tự hack chính mình. Indy, có vẻ như chúng ta đã gặp được cao thủ rồi. Tôi muốn trả thù, chuyện này không được phép như vậy. Tôi muốn biến điện thoại của anh ta thành cục gạch. David, tôi vừa hack vào một chiếc điện thoại Trung Quốc. Kết quả là anh ta đã tung virus vào máy tính của tôi. Anh phải giúp tôi. Tôi có thể giúp anh việc này. Nhưng không phải bây giờ, tôi vừa xâm chiếm 3 bệnh viện, đây là những con cá lớn. Khi nào có tiền tôi sẽ giúp anh đối phó với cái tên gọi là cao thủ Trung Quốc. David, tại sao anh lại xông vào bệnh viện? Theo thỏa thuận của chúng ta, điều này không thể chạm vào được. Điều đó sẽ phải trả giá bằng mạng sống của ai đó, một điều vô liêm sỉ. Tốt hơn hết anh nên chú ý đến giọng điệu của mình, anh không cần phải lo lắng về những gì tôi làm. Không có gì có thể ngăn cản tôi. 4 triệu đô la Mỹ. Tôi sẽ giúp anh mở khóa nó. Tên điên này thực sự đã xâm chiếm bệnh viện. Anh ta đã vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Khi virus mới phát triển đã có quy định rõ ràng. Không chạm vào các khu vực như bệnh viện. Đây không phải là trò đùa. Nếu thật sự có liên quan đến mạng sống con người thì sự việc sẽ trở thành vấn đề lớn. Chúng ta rất có thể trở thành tội phạm bị truy nã cấp cao nhất trên thế giới. Chúng ta phải ngăn anh ta lại. Làm cách nào để ngăn chặn hắn? David là một hacker hàng đầu trong những người chúng ta biết. Ngoài virus ra không ai có thể ngăn cản được anh ta. Nhưng virus đến không dấu vết và đi không tung tích, tìm mãi cũng không thấy. Có lẽ chúng ta có thể liên lạc với cao thủ người Trung Quốc đó.